chào mừng các bạn đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Ngày hôm nay của các bạn trải qua như thế nào? Vậy là lại một đợt tốt nghiệp nữa diễn ra. Cảm giác của mọi người trong những cái mùa như vậy như thế nào? Hãy cùng để lại bình luận phía bên dưới cho mình ha. Và nếu mà đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Ký Kỳ Cục thì kênh Ký Kỳ Cục còn có phiên bản podcast. Các bạn hãy để lại một lượt đăng ký cũng như là nhấn vào nút chuông để nhận những cái video tương tự nhé. Mình có nghe một bạn trải lòng cái mùa tốt nghiệp như vậy nè. Mình buồn quá. Không phải là không mừng cho những bạn sắp làm lễ tốt nghiệp, nhưng mà không có muốn đi dự lễ dù bạn mình sắp làm lễ tốt nghiệp luôn á. Kiểu là thấy bản thân vô dụng vì chưa thể tốt nghiệp. Mình nghe những cái dòng tâm sự đó như một lễ thường tình. Một cái câu nói luôn được thốt ra trong cái giai đoạn này, đó là thôi đừng có buồn nữa. Đúng không? Mình biết nói cái câu nói đó nó cũng không có được gì hết trơn, nên là mình đã chọn cách là không nói gì hết và chỉ lặng lặng ngồi nghe với cái dòng suy nghĩ là tốt nghiệp thì nó khỏe đó, nhưng mà nó cũng mông lung lắm. Chắc gì các người cầm tấm bằng tốt nghiệp thời điểm này là nhẹ lòng hơn bạn. Chứ bây giờ ra ngoài đường cứ 10m là gặp một cử nhân, 10m là gặp một cử nhân. Chưa bao giờ nha, cái tấm bằng đại học á, nó đại trà như cái giai đoạn này. Không phải là mình đánh giá thấp tấm bằng đại học nha, vì rõ ràng mình đã và đang là sinh viên. Nhưng mà cũng một cái sự thật là ở cái xã hội này á, nó ném cho mình một cái ánh nhìn như vậy, một cái góc nhìn như vậy. Và chưa tốt nghiệp á, thì có buồn thì buồn chút thôi. Mình vẫn phải cố gắng hoàn thành cái chương trình học của mình chứ. Thật sự nha, hỏi mình thì mình cảm thấy rằng mấy cái ngày lễ tốt nghiệp đồ nó không quá là quan trọng. Không biết mọi người có cảm giác giống mình không? Chứ lúc trước khi mà còn ngồi trong ghế nhà trường á, mình sẽ cho rằng một người giỏi là một người họ có điểm số cao, luôn đứng đầu trường, ví dụ là như vậy. Nhưng mà khi mà ra xã hội đi làm rồi á, nhận thấy được cái sự vất vả của việc kiếm tiền, bán mình cho tư bản á, thì một người giỏi đối với mình hiện giờ là một người phải kiếm được thật nhiều tiền, handle được cái nhu cầu của họ. Nhưng mà phải tử tế nữa. Phải đố mọi người, mình có ngưỡng mộ hay là idol ai không? Không hẳn là ngưỡng mộ nha. Có vài người mình rất là thích cái cách sống của họ, nhưng mà hầu như chỉ dừng lại ở mức thích thôi. Một người mà mình thấy là họ thật sự giỏi và hâm mộ á, là một người sống tử tế và kiếm được nhiều tiền. Cụ thể hơn á, là một người có niềm đam mê và dùng chính niềm đam mê của mình để mà kiếm ra tiền. Giờ chưa tốt nghiệp thì cũng đừng có nản, cố gắng hoàn thành chương trình học và tranh thủ cái giờ phút này đi thực tập ở cái chuyên ngành của mình hoặc là chuyên ngành có liên quan, để mà khi mà ra trường có tấm bằng cũng là lúc bạn đã có kinh nghiệm. Cố lên. Ok, đó là tất cả những gì mà mình muốn truyền đạt với mọi người trong video ngày hôm nay. Mọi đóng góp ý kiến xin vui lòng để lại ở phía dưới phần bình luận, cũng như là nhấn vào đường link để tham gia cái cuộc khảo sát ha. Cảm ơn mọi người vì đã xem video tới giờ phút này và đã để mình có cơ hội tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời của các bạn. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.